video chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Công nhận cái lưỡi cưa của chị Panda càng ngày nó càng bén nè, nhưng mà bén là bình thường nha. Lưỡi của chị Panda cũng càng ngày càng dài ra nè. Wow, nhưng mà cũng vô dụng thôi các bạn ơi. Sao mà lúc này chán quá không biết làm gì hết. Hay da, chị Panda suy nghĩ hoài không có cái gì mới để chị Panda làm trong cái ngôi làng này nữa. Hi, ở chung với bọn dân làng ngu ngốc này càng ngày chị Panda cũng ngu theo luôn á. Để chị Panda suy nghĩ coi mình phải làm gì ngày hôm nay đây ta, suy nghĩ mới được. Có cách. Để chị Panda cho mấy ông dân làng này có một cái công ăn việc làm mới nha. Chứ để mấy ổng ở không hoài, mấy ổng hả biết mập lù mập lú ra hả, không làm gì hết. Dân làng ơi, có việc làm mà để chị Panda tụ họp em lỡ mới được. Gõ chuông nè, bén, tụ họp dân làng ơi, dân làng tập hợp. Trời mệt quá. Dân làng tập hợp. Đây. Thông báo, bà già. Đây, tôi có chuyện muốn nói cho mọi người nghe đây nè mấy ông dân làng. Hổm rày mấy ông ở nhà ăn ở không riết mà dân làng nghèo hết đồ xài luôn. Tôi cũng không có đồ để mà xài nữa. Tụi tôi là tụi tôi ăn mà. Mấy người làm mấy người ăn chứ gì. Nhưng mà lúc này khác rồi. Lúc này tôi đã qua cai quản cái dân làng này rồi thì dân làng phải làm để mà cống nạp cho ta. Không làm đâu, đi về anh em ơi. Cái gì vậy? Dân làng ở đây, đứng yên nha, đứng yên. Ngu ngốc này. Bây giờ á, hai người á phải hở kéo hết dân làng đi mai cho ta. Thôi, không đi đâu. Không đi đâu. Đúng là cái bọn dân làng lười biếng có tiếng này thiệt chứ. Tôi nói một lần nữa, có đi hay không, nếu mà không đi ta sẽ tàn phá cái làng này giống ngày hôm qua nữa, bây giờ muốn không? Được rồi, để tụi tôi đi. Đi thì ban đầu thì nói cho lẹ đi. Mệt muốn chết luôn hả mấy bạn có biết không? Kêu đi mai á. Lấy gì đi? Kêu đi mai thì rên rỉ, còn kêu ăn á thì lẹ lắm. Để đây cho ăn nè, nhanh đi, lại đây cho ăn nè, phát qua. Trời ơi, chạy nhanh tóc hành luôn á mấy bạn, khủng khiếp chưa? Đói lắm rồi, đúng không? Đói lắm rồi. Đây, một em này cây cấp, cầm lên. Đi đâu vậy? Cầm cây cấp để đi mai chứ đi đâu? Trời ơi, tôi đi đâu, tôi đi về. Đi về, quanh lại chưa, đi về chưa? Quanh lại đi mai nè. Rồi, để tôi đi. Ta nói là có làm mới có ăn không, chưa có làm gì hết mà cứ đòi ăn mãi hả mấy bạn ơi. Mấy cái tên dân làng này quá thật là lời biến. Cho nên chị Panda quyết định đó là sẽ huấn luyện cho cái bọn dân làng này thật là thông minh ra. Biết tìm khoáng sản và biết đánh quái vật luôn nha. Thấy chị Panda khôn chưa nè, đi theo lẹ lên. Thông minh lắm rồi, không muốn làm nữa. Trời ơi, thông minh lắm hả? Tôi thấy mấy ông có thông minh đâu mà đần độn mà. Rồi, làm việc, mau lên đi. Ta dẫn xuống dưới cái hang này rồi, mau làm việc, nhanh lên. Cái bọn dân làng tôi, đi. Để tôi đạp. Bị, ôi, đằng này có rương gì nè. Ôi trời ơi, chỗ này là sờ bám ra, có gì á, skeleton hả? Đạp. Wow, đi đập này... đi mấy ông ơi. Có sạch có xương gì quá chừng nè, thuốc súng nữa. Đúng rồi, gom về xài hết chứ không. Ủa thịt zombie không lấy. Giáp ngựa nè, xương nè, chỉ nè, lấy hết về. Mình sẽ cho dân làng trồng cây. Cái này cái gì đây, lấy về luôn cái bơm. Trời ơi, ghê quá. Dân làng đâu hết rồi. Tập hợp. Tôi dưới này nè. Tôi hôm nay thấy khôn rồi nha. Mai sắc bên kia có kim cương kìa. Ai á, xin phong đi qua bển đào cái kim cương bển cho ta trước nhanh. Qua wow, đây cũng có kim cương hả? Đào đi. Đào nhanh lên. Ai mà đào được kim cương nhiều thì sẽ được thưởng nha. Còn ai mà lười biếng thì hôm nay về là cho nhịn đói. Không được ăn gì hết 3 ngày 3 đêm. Không được ngủ, không được thức. Tôi đói bụng quá, cho tôi miếng gì ăn được không? Nãy giờ có mai được gì chưa mà đói bụng? Tôi mai được 5 kim cương nè. 5 kim cương hả? Cống nạp đi. 5 kim cương thì sẽ cho một ổ bánh mì. Vậy hả? Tôi cống 2 viên. Tần ơi! Đưa ra 5 viên cho ta. 4 cục đá. Đưa 5 viên ra đây. Rồi, đưa liền. Đây, cho một ổ bánh mì đây. Còn cái tên này, đưa kim cương ra đây. Còn lâu lắc nữa, đáng ghét thiệt. Muốn ăn đòn roi hay sao á ta? Bánh mì đâu, bánh mì đâu. Tưởng chưa đói, cho một ổ bánh mì. Rồi, qua rồi. Bên kia mai mấy viên đó luôn. Thôi, sợ lắm, không qua đâu. Trời ơi, không dám đi hả? Đi đẻ lên, trời ơi, cái gì cũng sợ nữa. Dạ. Dạ, không à. Ông bạn tôi, ông đi đi. Không đi đâu. Yếu quá. Nghe ta thông báo nè. Thông báo. Ai mà qua bển đào được mấy viên kim cương bên kia, ta sẽ cho một miếng bít tết. Bít tết là gì? Tự ơi, thịt bò, ngu quá. Dân làng này lâu quá không được ăn dân làng. Không được ăn thịt bò cho nên hơi lú lẫn luôn rồi. Trời miếng của bển đào nhanh lên. Dạ rồi, tôi biết ăn đâu. Đi, tụi biết bắt cua nữa kìa. Sao không qua được? Ta ơi, dân làng ngu quá. Đẩy lên đây.
Rồi, cũng có tỏi hết một em là oh my god. Rồi còn một em dân làng đó. Rồi, trời ơi, mấy bạn ơi, đúng là dân làng ngu ngốc có thiệt mà. Ây da, tức quá đi. Được rồi, còn có 3 viên rồi, để chị Banda qua bển chị Banda đào luôn. Mọi người hãy coi chị Banda thể hiện nè, dễ muốn chết luôn mà cái bọn dân làng nó không làm được nữa, tức điên luôn đây nè, thấy chưa? Trời ơi, chỉ cần đặt lóc thôi rồi đi qua đây rồi xong rồi mình sẽ nhảy qua bên đây rồi đào thôi chứ có gì đâu. Mấy cái bộ ngu ngốc này, nhìn chị Banda đào cho coi nè, bập 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 một viên quá. Bên trong này còn nữa nè. Wow, kim cương quá chừng luôn mấy bạn ơi. Mình phải may vòng vòng coi còn nữa không, chứ không thôi về thì tiếc lắm đó ha. Wow, hết kim cương rồi. Thôi thôi, bây giờ mình sẽ về thôi. Mình sẽ tụ tập thêm cái bọn dân làng xuống để may thêm nhiều kim cương cho chị Banda nha. Bọn dân làng mai bữa rồi không biết có kim cương để cống nạp cho chị Banda không nữa. Để chị Banda về tới nếu tơ hả không thấy cống nạp cho chị Banda thì biết tay nha. À, tập hợp, tập hợp, tập... Ôi, wow. Trời gì đó bà già. Ta khá khen cho mấy người nha. Thấy là cái này là được rồi đó. Coi bộ dân làng lúc này thông minh ra rồi đó nha. Kim cương quá chừng luôn. Wow. Bây giờ ta sẽ là chúa tể ngôi làng này. Tụi mình giàu quá mấy bạn ơi. Mình bây giờ hả y như là bà rồ đứng trên này luôn nè. Hay được rồi. Lại đây có thưởng, có thưởng. Thôi kim cương quá chừng luôn. Oh my god. Đưa ra đây, đưa đây, đưa đây. Thôi mình giấu 10 viên đi. Tự ơi, còn giấu hả? Giấu nè, đưa ra đây có không? Được rồi, giấu phải không? Còn giấu nữa không? Không, hết rồi, hết rồi, hết rồi. Mới thấy cầm trên tay nữa, đưa đây liền, móc ra. Hết rồi. Bỏ cái tập mà đem đi giấu đồ nghe. Tự ơi, còn yểm trợ nhau hả? Yểm trợ nữa. Lần sau mà còn giấu nữa là cho bỏ đói hết cả làng nữa nha. Đây, lại đây có thưởng đây nè. Đây, thấy cầm viên kim cương. Tự ơi, đưa đây liền, móc ra. Để tôi. Móc ra lại đi. Rồi. Rồi, hết rồi đúng không? Rồi, kệ, lại đây. Đi, lại đây, ta sẽ phát đồ ăn cho nè. Đồ ăn. Mỗi đứa một ổ bánh mì nữa. Rồi. Trời ơi. Ăn làm đi. Một tuần mà phát có một ổ bánh mì. Một ổ bánh mì là vừa đủ no rồi. Mình ăn như vậy nó không có bị bệnh. Ăn nhiều quá đau bụng trước dạ, bụng. Tôi cần ăn nhiều. Trời ơi, tối ngày đòi ăn nhiều. Đáng ghét thiệt. Làm mới có chút xíu à mà đòi ăn nhiều. Hay da, chị Banda mệt với mấy ông dân làng này quá. Thôi được rồi, để ta phát cho mọi người một miếng bò bít tết nha. Đó. Tết là cái gì vậy? Bít tết là thịt bò, từ gọi giải thích hoài ngu quá. Thôi tao mệt quá, bây giờ người ta đi ngủ đi. Nói chuyện với cái bọn dân làng ngu ngốc này mệt quá đi à. Trời ơi, là một tuần mà nó chó ác, có một ổ bánh mì à. Bà ác quá à. Quá trời ác luôn. Trời ơi, hai ông dân làng ơi, hai ông dân làng. Sao hai ông đứng khóc vậy ông dân làng? Trời ơi, một tuần làm cho ăn cũng ổ bánh mì à. Ủa trời ơi, hồi nãy á Happy thấy á hai ông á cầm kim cương quá chừng luôn mà sao không lấy kim cương đi đổi đồ để ăn đi. Trời ơi, không được đó. Ra là bóng quýnh muốn chết luôn á. Ủa vậy hả? Ủa là chị Banana lấy kim cương của mấy ông á hả? Đúng rồi. Trời ơi, sao lúc này chị Banana ác quá vậy? Này chúng ta ác lắm. Ổng làm cho bỏ lận, bỏ đánh đập một quýnh quá trời luôn á. Ôi, tội nghiệp hai ông nhân làng quá. Thôi để bây giờ Happy chạy về nhà, Happy rủ nấp với lại chú Tiêu Ngọc tìm cách cứu hai ông nhân làng nha. Cảm ơn Happy nha. Thôi bây giờ Happy đi về nhà đây. Nấp ơi, có tin này trân trọng lắm nè. Chuyện gì đó Happy? Nè, để Happy kể cho Nấp với lại chú Tiểu Ngọc nghe nha. Tội lúc chị Banana ở bên làng á, chị Banana ác độc lắm. Chị Banana còn kêu mấy cái ông dân làng á đi mai rồi đưa hết kim cương cho bà Banana luôn á. Trời ơi, ghê vậy trời. Rồi bây giờ á, bên dân làng bây giờ đói khổ lắm luôn đó. Trời ơi, phải tìm cách giúp dân làng thôi Happy ơi. Đúng rồi. Giờ mình giúp bằng cách nào bây giờ mọi người? Hay là tụi mình đi theo dõi chị Banana đi. Xem chị Banana cất vàng ở đâu rồi mình lấy lại mình đưa cho dân làng. Đúng rồi, thôi bây giờ á mình đi thôi. Ok. Đúng rồi, chạy qua làng thôi. Để cái đống kim cương này nhìn ớ ô về quá. Thôi để chị Banda phải dọn cắt bớt phòng ngừa những cái tên mà ăn trộm đồ của chị Banda nha. Để như vậy thật là nguy hiểm. Mình phải phòng ngừa nhất là cái con Happy và Tiểu Ngọc và thằng Núp bên kia nữa. Không bao giờ mà mình để đây được. Mình phải về mình giấu. Để chị Banda suy nghĩ coi giấu cái chỗ nào kín nhất đây ta. Bây giờ ở làng này thì chị Banda thấy nó nguy hiểm quá. À đúng rồi. Chị Banda sẽ về nhà giấu ở dưới cái tầng hầm nhà chị Banda nha. Tầng hầm bí mật lâu năm của chị Banda. Thôi mình gom lẹ thôi mấy bạn ơi. Kìa, chị Banda chạy ở nhà rồi kìa. Nấp chứ chú Tiểu Ngọc chạy theo nè. Chạy okay, theo okay, coi okay, chị okay. Banda giấu hơn kim cương ở đâu. Ok. Ủa sao bà chạy theo nhà bí ta. Trời ơi. Ủa Rình thôi. Chạy trốn
trốn vô. Ê, có cánh cửa đây. Mình sẽ đem giấu đồ dưới này nha, đóng cửa lại. Trời ơi, chị Minh Na có tầng hầm bí mật kìa. Ô, đi theo chị Minh Na xem sao, Đúng rồi, bây giờ mình sẽ đột nhập vô đó để lấy kim cương lại trả cho mấy ông dân làng ha. Ok. Chị Banh Na đã đến với căn phòng kho báu của chị Banh Na rồi. Bây giờ chỉ còn là cất đồ vô nữa thôi. Đi vào phòng nè, đó, cái phòng của chị Banh Na lộng lẫy chưa nè, đồ quá chừng luôn. Bây giờ phải mở cáp sắt ra và mình chất hết vàng và kho báu đây mà bây giờ đầy quá rồi. Chị Banh Na phải để bớt vào trong tủ mới được chứ không còn chỗ chất nữa đúng không? Đó, chất vào trong này luôn, sắt, vàng, giáp quá chừng luôn nè. Mấy bạn thấy, các bạn có thấy phòng chị Banh Na toàn là vàng với kim cương không? Tụi chị Banh Na cực khổ lắm mới được nguyên cái phòng như thế này nè nghe. Công của chị Banh Na hả, tối ngày phải đi huấn luyện dân làng để đi mai về cho chị Banh Na mới có được như ngày hôm nay á. Chứ nếu không á là không bao giờ có được hả vàng bạc kim cương như thế này đâu. Các bạn có thấy không, ghế của chị Banh Na cũng làm bằng vàng nè. Và cái vách nhà cũng bằng vàng, tất cả nhiều thứ đều bằng vàng lắm nè. Trời ơi, nó giàu sang. Cái bàn của chị Banh Na thì chỉ là vàng với kim cương nữa. Ô là la, chị Banh Na chỉ sống trong vàng và kim cương thôi. Ôi, thật là sung sướng luôn. Ôi, ngày nay chị Banh Na mệt quá. Rồi để chị Banh Na đi ngủ một giấc xong rồi chị Banh Na sẽ qua bển kêu mấy ông dân làng để đi mai kim cương cho chị Banh Na nữa nha. Ôi, sao đây toàn lava không ạ? Sao mình qua bên kia được đây? Trời ơi, có chỗ đi bắt cua kìa, nó thấy không nè. Tao để đi té đó, Đắp đi trước đi Đắp ơi, đúng rồi đó. Rồi thằng Đắp ơi. Ây da. Rồi luôn. Đắp lộn rồi. Chú thấy là Đắp bơi trong dung nham rồi Happy. Đúng rồi đó. Giờ Happy qua đi chứ chú không dám qua đâu. Đây lại Đắp làm lại. Thôi để cho Đắp qua đi thấy không, Đắp bắt cua quá giỏi luôn đó thấy không. Đúng rồi Đắp ơi, rồi luôn. Thôi Đắp gà quá, để Happy bắt cho nè coi nè. Đó, ghê chưa. Rồi đó. Thấy Happy hay chưa, còn Nấp Nấp vừa mới đứng tí là Nấp té rồi. Thấy chưa, thấy Happy hay rồi, không? Rồi Nấp nhảy qua đi, Nấp nhảy qua đi Nấp. Đúng rồi, tới Nấp nè. Từ lên chưa luôn. Chưa kịp nhảy được cái gì hết là Nấp nhảy xuống là bàn rồi. Hay rồi. Wow, rồi. Được kìa, được kìa. Rồi. Ủa sao Nấp ngợp rồi. Trời okay. Ơi Nấp ngợp xong Nấp qua bên đó luôn, hay dữ vậy. Trời ơi. Oh my god, thật là hay luôn á. Thôi để Happy bắt qua chung với Nấp luôn. Chạy tiếp đi Happy ơi. Nấp chắc có siêu năng lực á. Đó, coi Happy nè. Đó, hay chưa, cái Nấp này là Nấp gì vậy? Ê, Nấp ơi, mở đi Nấp. Đúng rồi, Nấp ơi, mở cái cần gạt lên, Nấp gạt cần gạt lên, đúng rồi đó. Rồi. Hay quá à. Gì vậy? Rồi. Nấp cho chú Tiểu Ngọc. Nấp cho chú Tiểu Ngọc bơi chứ bơi xuống lava luôn rồi. Thôi để Happy nhảy qua nha. Hey. Nè Happy qua được rồi nè Nấp ơi. Tới cái tầng hầm của chị Banh Na bắt cua dễ ẹt luôn, bài đặt làm bẫy đồ nè, thấy không? Thôi bây giờ á mình đi vô cái cánh cửa đó mình lấy đồ về trả cho làng ha. Ok Happy luôn. Mở cửa ra. Ôi, từ từ Nấp ơi, từ từ. Ghê quá vậy. Ở trong đây da quá chừng luôn nè. Vậy làm sao qua đó đây? Happy cũng không biết nữa, bây giờ mình phải né mấy cái dao này hay gì vậy? Nấp ơi, chỗ này nguy hiểm quá, Nấp đi qua trước đi Nấp ơi. Trời ơi, kêu Nấp đi qua trước chưa gì hết là Nấp ngỡm luôn rồi mấy bạn ơi, Nấp gạo quá. Thôi bây giờ chú Tiểu Ngọc đi qua đi để Happy xem thử coi chú Tiểu Ngọc như thế nào. Để chú con, để chú. Ok luôn. Xem nè, xem chú này nè. Đâu, xem coi. Wow, trời ơi, quá là hay luôn nha mấy bạn ơi. Rất là hay luôn, chú Tiểu Ngọc quá hay luôn rồi. Thôi để bây giờ Happy nhảy qua cho Nấp với chú Tiểu Ngọc xem nè. Nấp, dành Happy nè Nấp ơi. Nè coi Happy nè. Nhảy đi, Happy nhảy đi, thấy okay. Gì vậy? Đây 1, 2, 3, hoi. Nè Happy qua được rồi nè mọi người ơi. Wow. Rồi giờ làm sao chú qua Happy? Ê chú Tiểu Ngọc ơi, chú Tiểu Ngọc cầm Nấp lên, chú Tiểu Ngọc chọi Nấp qua đây đi chú Tiểu Ngọc. Ok. Wow. Rồi xong chọi qua rồi, cái Nấp luôn rồi. Thôi để bây giờ Happy đi trước qua cái phòng laser này trước nha. Wow, laser quá chừng luôn mấy bạn ơi. Oh my god, đi cẩn thận nha Nấp, coi chừng ngẫm á. Đây để Happy dán Nấp lên đầu nè. Rồi qua đi Nấp ơi. Ôi sao Nấp không qua. Cắt vô đầu của Nấp rồi kìa. Nè để cho Nấp nha. Đó. Qua được rồi. Nấp hay
hay quá à. Rồi bây giờ ôi gì á Nấp đi nhanh như vậy Nấp. Sao tối quá vậy? Sao tối quá vậy? Cái này phải đi từ từ nha. Đi nhanh cái là đi luôn á là ngợm luôn á. Vô mới nói xong Nấp ngợm luôn rồi. Oh my god. Dạ. Thôi. Dạ. Được được. Được được được. Ây da da. Thôi để bây giờ em đi nhảy qua cho xem nè. Hơi. Đó. Ê Nấp ơi Nấp. Nấp coi chừng laser nè, Nấp thấy không? Nấp thấy laser không? Nấp chạy qua nha. Chứ Nấp đừng có nhảy. Nấp chạy là Nấp đứng im luôn á Nấp. Rồi vô rồi vô rồi. Rồi rồi thôi bây giờ mình chạy vô. Ê có ngôi nhà siêu mini luôn kìa. Vô vô xem cái gì hả bi? Ê né mấy cái này ra chứ không á là nó mắc mình lại á Nấp ơi. Đi 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 từ từ thôi đó. Oh my god có ngôi nhà dạ, nè. Có ngôi nhà nè Nấp ơi. Ê rồi sao vô bây giờ? Mở mở cái này ra sao? Mở ra được luôn nè. Ê wow. Chỗ này cho bắt cô ủa cái mặt của ai kìa? Trời ơi cái mặt của ai giống mặt của bà Banana quá kìa. Chắc vậy rồi, chắc vậy rồi. Đúng rồi. Mà vàng không vậy nè. Mặt cái mục lùi kìa, thấy ghê không? Răng đen lùi lùi luôn. Thôi bây giờ mình hơi. Happy bốc khói rồi. Nè để Happy nhảy lại nè. Hồi nãy Happy chỉ nhảy bị bị lỗi tí hồi đó cho Nấp đi vô trước nè. Chứ không hồi á Happy ngỡm là Nấp ngỡm theo á. Đó. Nè Nấp 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 chuẩn bị qua với Happy hả Nấp ơi. Nè Nấp coi chừng nè Nấp ơi chuẩn bị nè. Rồi xong Nấp đi xuống đây luôn. Thôi bây giờ tới chú đi. Chú Tiểu Ngọc với chú Tiểu Ngọc. Chú Tiểu Ngọc nhảy thử đi chú Tiểu Ngọc. Ok. Trời ơi rồi xong chui hết chú Tiểu Ngọc ngẫm luôn rồi. Giờ còn có mình Happy bắt cua luôn. Để Happy nhảy cho mấy bạn xem nè. Hơi. Trời ơi nhảy quá dễ luôn mà hai người kia nhảy không được. Trời ơi. Hello Nấp. Hơi cho Nấp qua. Ủa. Ủa sao cho Nấp qua bên kia cái Nấp 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 đi xuống đấy lava nữa rồi. Thôi để Happy nhảy mình luôn. Đó. Hơi. Ây da. Rồi xong. Trời ơi còn có tí xíu nữa là qua tới phòng của chị Banda rồi mà. Mà xong cái nhảy lên cái miếng nó ngõm luôn. Chắc cái đó là cái miếng tròn á. Thôi bây giờ mình đi thôi. Đó mình bắt tí nè. Đừng 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 đừng. Để Happy bắt cho bình tĩnh thôi. Cái gì cũng phải à, hay quá hay quá. Cho chọi Nấp qua bên đây đi ơi. Chú Tiểu Ngọc ơi chọi Nấp qua bên đây đi. Thôi thôi thôi. Nấp muốn chọi không hay là Nấp muốn qua? Nấp tự qua nè. Nấp tự qua đi. Nấp chọi đó cho chọi Nấp đi chọi Nấp đi. Nè cho Nấp lại đó. Cho Nấp đó. Nấp nhảy quá hay luôn Nấp ơi. Quá hay luôn quá ghê gớm. Ê mọi người ơi đừng có nhảy lên cái miếng này nha. Cái miếng này là tròn nó nãy Happy nhảy lên cái Happy ngợm luôn á. Ok ok Happy. Đúng rồi đó. Rồi. Quá hay luôn. Rồi qua tiếp đi Happy ơi. Qua bên đây nè qua bên đây. Kìa kìa phòng của chị Panda kìa. Nấp với lại chú Tiểu Ngọc thấy chưa. Trời ơi quá giàu luôn. Kim cương với vàng không luôn đó. Còn bà cực khổ mà. Thôi thôi cái đó không phải là bà cực khổ bà làm đâu. Biết ai làm cho bà không? Bà qua bà kêu mấy ông dân làng đi mai cho bà. Nếu như mà ông nào mà không mai á là kiểu như là bà không cho ăn luôn mà bà còn lấy hết kim cương của mấy ông nữa đó. Chứ không phải ghê là bà vậy làm đó. Đâu. Ghê vậy Happy. Thấy chưa Happy nói rồi để Happy nhảy qua cho nè thấy không? Hơi. Đó Happy qua được rồi. Wow. Ghê chưa? Nhảy vô. Đúng rồi thôi cho Nấp xuống nè, Nấp đi xuống đi. Ê đi từ từ thôi Nấp ơi, nấp đi từ từ thôi. Giáp giáp kim cương nè. Ôi chị Banana đang ngủ kìa. Đúng rồi, chị Banana đang ngủ kìa, từ từ thôi. Ô mình vô mình lấy kim cương trái dân làng đi Happy ơi. Ê kìa, Happy thấy nguyên cái cửa siêu to khổng lồ. Đó thôi bây giờ Happy mở ra nha. Ok ok Happy. Oh my god, vàng diamond quá chừng luôn. Xem Nấp nè, xem Nấp nè. Đâu cái gì? Nấp, gì Nấp? Ừ ơi à, cái áo giáp kim cương của bà Banda đó tự nhiên đi lấy chi vậy Nấp? Đào đi. Rồi xong Nấp mù luôn rồi, Nấp hết thấy đường hả Nấp? Đào. Đào đi Happy. Đúng rồi, đào đi, đào lấy hết vàng luôn, lấy hết vàng với kim cương trả về cho mấy ông dân làng Nấp đào phụ cho Nấp. Đào hồi Nấp đào hồi là không có kim cương nào luôn á. Đó, Happy vô Happy đào phụ nè, nhưng mà Happy đào tay không. Đào luôn cái sàn nè, đào cho luôn cái sàn nè. Ừ, ơi, cái sàn bà không tha nên đi kêu đào sàn, luôn cái sàn. Sàn bằng vàng mà. Sàn bằng vàng kê. Hả? Ok. À, đào luôn. Thôi đào nhiêu đây kim cương được rồi. Ê Nấp ơi Nấp. Gì? Kìa bên kia có áo giáp kìa để Happy lấy Happy mặc luôn nè.
Đó. Ừ, đúng rồi, nấp mới lấy cái giáp kim cương nè. Coi Hebi nè, tội Hebi giáp vàng luôn quá. À gì? Ôi, ôi Tường ơi. Oh my god. Tụi ơi, giáp đột nhập vô đây hả? Tụi ơi, nấp rồi Hebi gì tiểu ngập gì nữa. Kì chị Banana kìa, quýnh chị Banana đi. Đây đi. Bắt đi. Hebi nấp giữ đi. Đây để nấp, để nấp. Giáp mặt nè. Yeah. Đánh chị Banana gỡm luôn. Đúng rồi, trời. Chú Tiên Ngọc đập luôn cái giường của bà Banana luôn rồi mấy bạn ơi. Đập luôn chứ. Đập luôn đúng rồi, cho khỏi hồi sinh. Đó, để Happy lấy kim cương giùm cho Đào đi, để Happy lấy giùm cho. Lạnh có gì ạ? Trời ơi, qua nhà của chị Banana đi lấy kim cương mà đi đi tìm đồ ăn hả? Ê kìa, có đồ. Cái này là cái quần đeo đầu rai nè, coi Happy mặc nè. Trời ơi, quá ngầu luôn. Quá là ngầu luôn. Đúng rồi, nhìn giống dẻ lau nhà đúng không? Quá đẹp luôn. Thôi bây giờ mình kiếm đường về đi không? Hồi bà hồi sinh đó, bà xuống này bà kiếm mình, bà giọng mình nữa. Thôi chạy thôi. Chạy. Ôi ở bên đây có chỗ lên nè nó ơi. Wow. Oh my god. Trời ơi, có cái đường này. Cái này hả? Đâu vậy? Trời ơi, nhìn bên kia thấy nhà của bà Linda không? Chỗ đi lên nè. Ồ, đâu đây, có cái hầm nữa ha. Đi về bên chỗ chân làng, trải kim cương cho chân làng. Đúng rồi, đi về thôi. Tức quá đi thôi, bọn chúng chưa biết cái lời sự lợi hại của bà Banda hả? Banda lưỡi cưa đây nè. Thôi, chạy nè, chạy qua làng. Thôi, đứng lại đó, bất ngờ chưa. Dí hả? Bây giờ không thoát khỏi tay ta đâu, nấp nè, tụi tiểu ngập nè. Trời ơi, tiểu ngọc đã được lên đường. Dạ. Từ từ, ta sẽ chặt nấp nè. Ủa đâu rồi, nấp rồi. Nấp lúc này, đó. Còn Happy nữa hả, Happy. Đây, Happy nè. Trời, chị Banana nghĩ chị Banana đánh được Happy ấy. À, dọc kiếm nè. Trời ơi, tức quá đi các bạn ơi. Bọn chúng lại xâm nhập tới cái hang của chị Banana nữa. Chị Banana đã làm cái hầm bí mật này biết bao lâu rồi mà nó dẫn rình vô, nó chơm đồ chị Banana được. Tức quá à. Để chị Banana sẽ đi làm những cái tầng hầm bí mật hơn cả bí mật nữa. Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau với cái tầng hầm bí mật trên cả bí mật nha. Video chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ suý cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đâu nha. Không đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam đâu nha. Nhớ chưa?